Mặc dù Hà Nội đã có thông báo cấm các hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người ở công viên, vườn hoa từ đầu tháng 5 để phòng chống dịch. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người dân vẫn đi tập thể dục, tụ tập đông người. Ghi nhận của phóng viên báo điện tử VOV, từ 5 giờ chiều hàng ngày, tại Hồ Tây, ven Hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình, vẫn có rất nhiều người dân đi tập thể dục quanh bờ hồ. Một số khác thì tụ tập thành từng nhóm từ 5 đến 7 người. Đáng nói, có nhiều người đeo khẩu trang, nhưng đeo theo kiểu đối phó, giãn cách không đúng quy định. Có người kéo khẩu trang xuống dưới cằm hoặc bỏ ra khi giao tiếp với người khác. Việc làm này vô hình chung tạo điều kiện để virus có thể lây lan, phát tán. Diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang khá phức tạp. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, thì trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sự thờ ơ, lơ là, chủ quan của mỗi người dân trong thời điểm này sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến dịch COVID-19 có thể bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần nhấn mạnh, người dân cần thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.